Đầu tiên mình sẽ nói về cái lệnh như kích thước horizontal. Horizontal là một cái lệnh như kích thước theo phân ngang. Để gọi là thì mình vào một drafting và chọn phần dimension mà chọn horizontal ở đây. Thì khi mà mình gọi lệnh như vậy thì nó sẽ có xuất hiện cái dòng nét là create dimension linear specify the first endpoint. Thì khi đó trên màn hình nó tự động chọn cho mình cái phương pháp là horizontal, cho nên bạn không cần phải thay đổi nữa. Thì để mình kích thước của bạn có thể chọn theo hai điểm. Thì từ đó mình di chuyển thì nó sẽ tạo ra cái kích thước theo phương ngang. Thì ở trên cái mục này, trước khi apply bạn có thể thay đổi một số thứ, ví dụ như cái đường witness là tức là hai đường giống cho mình, bạn bỏ một trong một này. Rồi mũi tên inside tức là từ trong ra ngoài hay là chọn outside, đó là tùy theo cái người chọn của mình. Ngoài ra bạn có thể ghi kích thước theo chỉnh theo cái center ha, bạn chỉnh thì nó sẽ tự động nó chi chiếu cái tâm. Rồi cái decal plane tức là cái cấp chính xác của cái kích thước của mình, ví dụ mình để cái pha số thì nó sẽ hiện thành một số nữa. Ở một format bạn có thể thay đổi phông chữ, thì mình chọn vô phông chữ thì nó sẽ hiện là thì bạn chọn phông chữ này thì mình định nó chỉ có một phông à, bạn có thể chọn thêm phông thêm two time tức là phông của Windows, nó không thay đổi nữa. Rồi bạn có thể thay đổi về số bên kích thước, mặc dù là kích thước 35.702 như này, bạn có thể thay đổi lại để thay sửa giá trị của nó thành 35.702, nhưng mà không phải là y, không phải là kích thước thật đó. Thay đổi chiều cao của phông chữ thì bạn có thể thay đổi lên 56 cm. Sau khi edit step bạn có thể kèm thêm ký hiệu vào đây, ví dụ trên đường học thì mình sẽ kèm ký hiệu là nó không ngon, bởi vì cái này nó đi theo phong này. Cái phong bạn chọn thế nào thì nó sẽ hiện ra như vậy. Ở mục Advanced cái này bạn nên chỉ chọn thôi đơn giản thôi. Đây đó là cái kích thước theo phương ngang horizontal.